Nếu như trước đây Campuchia chắc chắn sẽ phải xếp cửa dưới thua toàn tập khi đối đầu với Philippines, tuy nhiên hiện tại trình độ giai đội không quá chênh lệch, thậm chí đội bóng ở bán đảo Đông Dương có có nhiều cầu thủ sẵn sàng chơi bùng nổ trên hàng công. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá, nơi chia sẻ thông tin bóng đá mới hấp dẫn uy tín. Mong các bạn ủng hộ chúng tôi bằng những lượt like, lượt chia sẻ video và đăng ký cho kênh. Trái bóng AFF Cup 2022 chính thức lan trên khắp các sân cỏ Đông Nam Á sau 48 giờ nữa. Trận mở màn AFF Cup 2022 diễn ra trên sân vận động quốc tế Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Sân vận động này có sức chứa 60.000 khán giả sẽ là nơi đội một tuyển Campuchia bắt đầu hành trình tại AFF Cup 2022. Đối thủ trận gia quân của Campuchia ở AFF Cup 2022 là đội tuyển Philippines. Đây được còn xem là đối thủ vừa miếng nhất với Campuchia ở bảng A. Cụ thể tại bảng A AFF Cup 2022, ngoài Campuchia và Philippines còn có Thái Lan, Indonesia và Brunei. Trong đó Thái Lan và Indonesia tỏ ra vượt trội Campuchia sẽ rất khó kiếm về 3 điểm khi đối đầu với Thái Lan hay Indonesia Trong khi đó Brunei bị đánh giá yếu nhất bảng và là kho điểm thân phận của kẻ lót đường Điều tuyệt vời nhất trong bóng đá chính là yếu tố bất ngờ vào những khoảnh khắc không tưởng Bị đánh giá yếu hơn Thái Lan và Indonesia nhưng không có nghĩa Campuchia và Philippines không có cơ hội tiến vào vòng bán kết Nếu chơi tốt trước các đối thủ yếu, có đồng pháp hợp lý trước đội bóng mạnh Campuchia và Philippines hoàn toàn có thể gây ra bất ngờ như chúng ta đã thấy ở kỳ World Cup 2022, bóng đá phòng ngự lên ngôi với việc Croatia và Maroc rò rỉ bán kết nhờ lối chơi kỷ luật, phòng ngự kín kẽ và tấn công sắc bén. Chỉ cần một khoảnh khắc khi đối thủ mất tập trung, nếu là bóng chơi phòng ngự yếu hơn, sẵn sàng các pha tấn công thì hoàn toàn họ có thể gây bất ngờ và ghi bàn thắng để kết liễu đối thủ. Trở lại với trận đấu giữa Campuchia và Philippines, đây là hai đội tuyển được đánh giá là kẻ tám lạng người nở cân ở kỳ AFF lần này. Philippines có đôi chút nhỉnh hơn khi nhìn vào thành tích của họ tại AFF Cup Năm 2018 họ lọt đến bán kết và chỉ chịu thua đương kim vô địch Việt Nam ở trận bán kết và kết thúc các vị trí thứ ba. Mặc dù vậy với việc vươn lên mạnh mẽ của Campuchia cùng với đó Philippines không có được đội hình mạnh nhất ở kỳ AFF Cup lần này. Vì thế Campuchia hoàn toàn có thể gây bất ngờ. Thêm vào đó việc được chơi trên sân nhà Morodok Techo trước sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả, Campuchia hoàn toàn có thể kiếm về 3 điểm đầu tiên tại kỳ AFF Cup 2022. Đội hòa thắng trong cặp đấu giữa Campuchia và Philippines sẽ giành lợi thế rất lớn để cạnh tranh tấm vé vào bán kết với Thái Lan và Indonesia tại bảng A. Tôi biết, AFF Cup là giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Đây là giải đấu bóng đá giữa các đội tuyển bóng đá nam của các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. Giải đấu do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF tổ chức, tức là giải bóng đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Giải đấu được tổ chức 2 năm một lần, diễn ra vào các năm chẵn ngoại trừ lần tổ chức vào năm 2007 do trùng với thời điểm diễn ra đại hội thể thao châu Á vào năm 2020 bị hoãn sang năm 2021 do đại dịch Covid-19. Giải lần đầu tiên được tổ chức tại Singapore vào năm 1996 với tên gọi là Tiger Cup do được tài trợ bởi hãng bia Tiger Cup. Đội tuyển lên ngôi vô địch đầu tiên là Thái Lan. Được biết tên gọi Tiger Cup được giữ đến hết giải lần thứ 5 vào năm 2004 sau khi hãng Tiger Beer hết hạn hợp đồng tài trợ. Tại giải lần thứ 6 năm 2007 ra được gọi với cái tên gọi khác là AFF Cup. Tính đến nay trong 13 lần tổ chức, AFF Cup đã có 4 đội tuyển vô địch bao gồm Thái Lan 6 lần, Singapore 4 lần, Việt Nam 2 lần, Malaysia 1 lần. Trong khu vực Đông Nam Á, Australia tuy là một thành viên từ năm 2013 nhưng cho đến nay họ chưa từng tham dự giải đấu này do sức mạnh vượt trội so với các đội bóng còn lại của khu vực Đông Nam Á. Tại lần tổ chức gần nhất AFF Cup 2020, đội tuyển Thái Lan đã lên ngôi vô địch Đông Nam Á sau khi đánh bại Indonesia với tổng tỷ số 6-2 trong hai trận chung kết lượt đi và lượt về. Trận đấu giữa Campuchia và đội tuyển Philippines diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2022. Giữa Campuchia và Philippines, theo bạn dự đoán đội bóng nào sẽ giành chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh tin bóng đá để theo dõi nhiều video hơn nữa về AFF Cup 2022. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.